Mời các bạn xem chọn các tập tại website giải trí bốn phương.net hoặc xem tại kênh YouTube giải trí bốn phương và tham gia kênh Facebook truyền hình thực tế Tâm Linh Thái Lan để theo dõi lịch phát sóng các tập mới nhé. Nội dung trong chương trình khách mời sẵn lòng kể lại câu chuyện của chính mình để làm bài học cảnh tỉnh mọi người, để mọi người không làm việc xấu và hổ thẹn trước việc tạo nghiệp. Việc có thể xoa dịu được những nghiệp nợ mà các bạn đã tạo ra đó chính là tự mình nói ra điều đó. Giống như 31 vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, họ đến đây kể lại câu chuyện của mình để làm bài học cảnh tỉnh cho mọi người. Và khách mời đặc biệt tuần này của chúng ta là một DJ. Cho dù cậu ấy đi đến bất cứ chương trình nào cũng có thể tạo ra tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Nếu như đã sẵn sàng thì hãy cùng gặp gỡ chủ nhân ngày sinh ngày 9 DJ Mạ Tung. Chủ nhân ngày sinh ngày 9, cậu ấy là một DJ và là một người luôn tự tin vào chính mình, đó là cậu Mạ Tung. Hiện tại cậu ấy 27 tuổi. Cậu ấy có kinh nghiệm làm việc gần 10 năm trong giới giải trí. Cậu Mạ Tung nghĩ thế nào về chuyện nghiệp nợ và tin vào nó nhiều hay ít? Một lúc nữa chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Chào mừng cậu đến với chương trình Con Số và Nghiệp Báo của chúng tôi. Cậu có từng xem qua chương trình này hay không? Có xem ạ, em làm fan club của chương trình, tất cả các chương trình của Opoi. Và chương trình này em cũng có theo dõi, dễ thương quá. DJ nổi tiếng của chúng ta là một người ăn nói rất sắc sảo. Thật sao? Công việc của cậu ở trong giới này phần lớn là phải nói đến những diễn viên người mẫu khác, bình luận về cuộc sống của người khác. Vâng ạ, cậu có sợ những điều đó nó sẽ vận vào bản thân mình hay không? Thật đấy ạ, em tham gia chương trình bởi vì em có cảm giác là bản thân của em cũng là một người có nghiệp, việc mà em có nhiều kẻ thù ấy ạ. Nhưng mà thật ra Mạ Tung là một người trong sáng, nhẹ nhàng và dễ thương. Đây đó, thế nên em mới ok đến tham gia để xem mình có chuyện gì hay không. Chúng ta phải hỏi người này, anh Lưu sẽ cùng tham gia chương trình của chúng ta. Đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, xin mời anh Lưu ngoại cảm. Anh Lưu, nhìn vào 31 vị khách mời ở đây, anh thấy những câu chuyện nghiệp nào? Một trong 31 ngày sinh có mặt ở đây, có một ngày sinh vòng xoay của nghiệp báo, và có một ngày sinh nữa, tiếng gọi từ địa ngục, và có một ngày sinh nữa mà bám vào xe. Nghe xong cảm thấy thế nào hả Mạ Tung? Em nghĩ là không nên đến tham dự mới phải. Tại sao thế? Sợ là em Tung sợ. Nhưng mà đôi khi tựa của câu chuyện nó rất đáng sợ, nhưng mà ý nghĩa thật sự không có quá đáng sợ như thế đâu. Ôi ma bám vào xe là không ý nghĩa nào khác ý nghĩa đó nữa đâu. Nhưng mà đôi khi nó cũng đáng sợ thật sự như cái tựa của nó. Xin mời anh Lưu. Vâng, một trong 31 ngày sinh ở đây, có một ngày sinh gọi là vòng xoay của nghiệp báo. Vòng xoay của nghiệp báo có nghĩa cuộc đời của người này chỉ toàn là những chuyện nghiệp, tạo nghiệp, nhận nghiệp như thế này. Đúng rồi. Hoặc là có những chuyện không hay xảy ra trong cuộc đời của người đó, cứ như một cái vòng xoay, lặp đi lặp lại. Mạ Tung nghĩ là ai ở đây? Ở trong vòng xoáy của nghiệp báo, vòng xoay của nghiệp báo là số 17. Vì sao lại chọn con số đó? Tung có cảm giác là cô ấy cố ra vẻ mình hạnh phúc nhưng mà ánh mắt của cô ấy rất buồn. Không phải Mạ Tung ngoại cảm đâu ạ. Chỉ là một chút đánh giá mà thôi. Xin mời anh Lưu. Ngày sinh vòng xoay của nghiệp báo là ngày sinh, là ngày 5. Chủ nhân ngày sinh ngày 5 cô ấy tên là Phong Vi Môn Bồ Thúm, hay là cô Yếu. Cô ấy là người mà anh Lưu nói rằng cuộc đời là vòng xoay của nghiệp báo. Đã xảy ra chuyện gì với cuộc đời của cô ấy, hay là điều mà anh Lưu thấy ám chỉ điều gì, nó có liên quan gì đến việc mà cô ấy phải che giấu khuôn mặt của mình? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Ngày sinh của cô, ngày 5 tháng 8 năm Mão, số 5 ý là cảm xúc, có nghĩa cô là người khá nhạy cảm. Đã vậy còn sinh năm Mão, có nghĩa cô là người dễ tủi thân hay suy nghĩ và dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, cho nên sự cảm tính trong cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Số nhà hay là số phòng trọ của cô đều có số 6, có nghĩa là con số của sự nghi ngờ, là con số không tin tưởng ai, thế nên nó có thể ảnh hưởng đến chuyện cãi cọ, cãi vã nhau, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất là nguyên nhân làm cho cô ngồi ở đây ngày hôm nay. Và 7231, con số 13 của cô, kết quả của ngày sinh cộng tháng sinh, năm cộng 83, nó xuất hiện ở biển số xe, nhưng nó lại đổi vị trí cho nhau. Nên tôi mới thắc mắc là cô đã từng trải qua chuyện thập tử nhất sinh chưa?
bởi vì là người yêu cô hay là người thân gần gũi với cô, có thể phải đau lòng cho đến tận bây giờ. Mọi chuyện đều bắt đầu từ cô nữa. Mọi chuyện đều xuất phát từ cảm xúc của bản thân nên tôi mới nói rằng nghiệp nợ của cô chính là vòng xoay của nghiệp báo. Từ việc anh Lưu nói, có gì đúng với cuộc đời của cô hay không? Những điều nào giống với cuộc đời của cô yếu? Đúng ạ. Trong những chuyện nào? Suýt chết vì tình yêu. Suýt chết vì tình yêu. Năm 2015 em đã qua lại yêu thương với một người đàn ông, tên là Phầy. Yêu nhau được 6 tháng và kết hôn. Sau khi cưới nhau không được bao lâu, có chuyện cãi nhau, lời qua tiếng lại, say sưa rượu chè nên cãi nhau, đánh đập. Phải lúc nào cũng ở với bạn, ngày nào cũng say, không làm gì cả. Làm việc được bao tiền đổ vào rượu hết, ngày nào cũng uống. Ai say, cả hai cùng say, hay chỉ mỗi cậu ấy, Phải say, em không có say. Anh ta đánh đập em nhưng mà người trong gia đình anh ta, bố mẹ anh chị anh ta vẫn ngồi uống rượu, không ai ra ngăn cản cả. Và vì thế nên em mới nói với bố mẹ em đến nói chuyện và rồi ly hôn. Sau khi ly hôn không được bao lâu thì anh ta gọi điện cho em, hẹn em ra ngoài. Lúc đầu gọi điện cho em nói là muốn gặp em lần cuối cùng, ra ngoài gặp một lúc. Và sẽ không làm phiền em nữa, không quậy phá cuộc đời em nữa. Em cũng không đi. Sau đó anh ta gọi điện đến và khóc, nên em quyết định đi ra ngoài. Cậu ta hẹn gặp ở đâu? Chỗ đường đi lên thác nước gần nhà em ở huyện Nam Náo. Rủ đi lên đó ngắm thác nước, vâng. Lúc đầu anh ta lấy xe của mình đi. Nhưng mà em không chịu đi vì xe của anh ta không thể đi lên đó được. Bởi vì đường dốc cao chỉ có xe số mới đi được. Anh ta cũng biết và em cũng biết là cho dù thế nào cũng không đi lên trên đó được, bởi vì đã từng đi với nhau rồi. Nên em mới thắc mắc là không biết trong xe anh ta mang theo cái gì mới phải đi xe anh ta lên đó, nên em mới quay về không nói gì nữa. Và anh ta liền đuổi theo em. Và đến khi anh ta đuổi đến nơi thì em vội chạy xe đi thì anh ta dùng chân đá, xe của em ngã xuống bên đường à? Vâng, ngã xuống bên đường và em dựng lên được, khi em dựng lên được, anh ta vội đến giật lấy chìa khóa xe của em. Rồi anh ta đi lấy xăng từ trong xe của anh ta, đốt xe của em. Anh ta thiêu em. Anh ta làm thế nào? Anh ta đựng xăng ở trong túi ni lông. Chiếc túi đó được cột bằng dây thun và rồi anh ta mở ra. Đi đến gần và dội lên mặt. Và em cũng không chạy trốn, em nghĩ là anh ta chỉ dọa. Và anh ta lấy bật lửa từ trong túi quần của mình và bật lửa đốt. Đốt em, anh ta đứng nhìn một lúc rồi mới bỏ chạy. Dội dầu lên rồi đốt lửa và bỏ đi. Vâng, lúc đó cô làm thế nào? Lúc đó không nói được gì cả, biết được mọi chuyện diễn ra, nhưng không có một chút sức lực nào cả, không thể nói được gì. Thấy bản thân mình trong ngọn lửa, bởi vì xe của anh ta đỗ ở phía trước, em thấy bản thân mình qua tấm gương. Lửa bốc cháy đến mức nào? Cả người nằm trong ngọn lửa. Tóc cũng bị thiêu trụi. Việc mà cô che mặt và mặc đồ che kín toàn bộ, bởi vì muốn che giấu những vết thương không muốn cho chúng tôi thấy. Không ạ, chỉ là vì điện sáng quá, rọi chúng vết thương thì sẽ bị rát, mọi người có thể xem được ạ. Sao lại khốn nạn đến mức này chứ? Tôi muốn hỏi là khi mà bạn thấy bản thân của bạn bị lửa bao trùm trong cửa xe, bạn cảm thấy thế nào? Lúc đó nóng, rất đau đớn, nghĩ rằng bản thân mình đã chết rồi, hoặc là chỉ mơ thôi. Nó cháy như thế bao lâu? Đến khi quần áo cháy hết thì lửa nó tự tắt. Lửa tự tắt, có nghĩa là không có ai đến giúp cô cả, phải chờ cho lửa tự tắt. Vâng, đúng ạ, lửa tắt mới có người thấy, và đưa em đến bệnh viện Phu Pharma. Lúc đầu đến viện bác sĩ, rửa các vết thương vì đã cháy đen rồi. Và rồi quần như xác ướp. Thật sao? Bạn luôn tỉnh táo khi bác sĩ xử lý vết thương chứ? Cảm giác được ạ, bạn cảm nhận được sự đau đớn đó. Nhưng mà không thể làm được gì cả,
Được 2 ngày thì bác sĩ lại cắt những phần thịt chín và rồi cấy ra. Sau đó được một vài ngày, bác sĩ kiểm tra và phát hiện ra em có bầu. Lúc đó cô có bầu mấy tháng? Hơn 1 tháng ạ. Lúc đó em ở việc được 1 tuần. Lúc đó cô không biết là cô có bầu đúng không? Không biết ạ. Bác sĩ điều trị em nói với bố mẹ em, bác em, là em không thể nào chống chọi được chỉ còn 50/50. Bắt buộc em phá thai, bởi vì nguy hiểm cho đứa bé do em phải chữa trị vết thương. Em cũng đã từng muốn có con của mình. Và em khẳng định là em không bỏ con em. Bác sĩ nói chuyện với bố mẹ em. Nói là nguy hiểm cho em và con của em bởi vì nếu như giữ đứa bé, em phải điều trị vết thương. Không thể dùng được nhiều loại thuốc vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Có nghĩa là rửa vết thương cũng không thể dùng được thuốc tê phải không? Không có thuốc tê, không có bất cứ loại thuốc nào cả. Làm trực tiếp luôn. Cắt thịt đã bị hoại tử nữa ạ. Bạn làm sao có thể chịu đựng được sự đau đớn đó? Em đã nói là điều cuối cùng mà em có được, em sẽ không bỏ nó. Bởi vì mẹ em phải nuôi em. Và nếu giữ đứa bé mẹ em phải nuôi cháu nữa, em mới nói là cháu với mèo ở nhà mẹ em còn nuôi được. Tại sao chỉ một đứa bé mà là con của em mẹ em lại không nuôi được? Mẹ em chiều ý em giữ lại đứa bé. Người làm cho bạn bị như thế này. Người đàn ông đó ở đâu? Lúc đầu bị bắt, nhưng mà bây giờ đã được bảo lãnh rồi sau đó thì bỏ trốn. Lúc đầu bị báo án và bị bắt, vâng. Và đã được bảo lãnh. Bây giờ đang lẩn trốn. Anh ta đưa người trong nhà anh ta để khẳng định là chỉ làm cho em bị thương nhẹ mà thôi. Đây là cố ý giết người đó. Vâng, anh ta nói là thấy em ở với người yêu mới. Và lấy xăng vốn dĩ là dùng để đi ruộng, đi đổ cho xe. Và vô tình làm vỡ, và người yêu mới của em mà bật lửa. Và chỉ bị dính ở tay mà thôi, nên gọi bảo hiểm. Tức là đổ cho người yêu mới, để người yêu mới nhận tội. Vâng, kể cả khi chồng cũ là người dùng bật lửa đốt. Và em cũng không hề có người yêu mới, đứa con của em, là con của anh ta. Bây giờ con của bạn thế nào rồi? Cũng khỏe mạnh, bây giờ đã được 8, 9 tháng rồi, tung cảm giác rất là sốc cảm giác. Nó có chuyện thế này ở trên thế giới chúng ta sao? Và lại xảy ra ở nước mình luôn sao? Mạ Tung, ok có thể đã từng nghe trên các bản tin, mấy cái tin dữ, tin giết người, nhưng mà người trải qua chuyện đó. Nhìn vào mắt của Yếu, không thể giải thích được bằng lời nói. Nhìn cô ấy đau khổ lắm. Trong khi đó mình đi tông phải cạnh bàn mình đã khóc rồi. Nhưng mà cô ấy phải giống như sống không bằng chết. Trong lúc này cô ấy giống như là người đã chết rồi. Trong suy nghĩ của Mạ Tung, cô ấy mỗi ngày phải thức dậy và nhìn thấy những vết thương trên người mình mà không thể nào xóa được khỏi cuộc đời của cô ấy. Đã vậy còn có con nữa. Mạ Tung không biết theo pháp luật thì câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng mà Mạ Tung nghĩ là luật nhân quả luôn công bằng với mọi người. Vòng xoay của nghiệp là như thế này sao? Đúng rồi, đó chính là chuyện không tin tưởng. Sự không tin tưởng và cảm xúc nhất thời, đây chính là những nguyên nhân chính trong những gia đình ở hiện tại. Đã có việc dùng vũ lực và bạo hành phụ nữ và cuối cùng là giết. Bởi vì bắt đầu từ sự không tin tưởng. Và bắt đầu từ những cảm xúc nóng nảy nhất thời trong lúc cãi nhau. Vòng xoay của nghiệp mà anh Lưu đã đặt tên cho câu chuyên nghiệp của em, nguyên nhân bắt đầu từ số phận đã dẫn dắt cho hai người gặp nhau. Khi đã có nghiệp nợ với nhau thì sẽ gặp nhau. Nhưng mà cái vòng nghiệp nợ này thật sự là quá xui xẻo khi mà dẫn dắt cho em gặp một người không có niềm tin trong tình yêu và chọn chạy theo cảm xúc của chính mình trong việc làm mọi cách để chiến thắng một người con gái. Nếu như những gì mà em kể ra là sự thật và em không có giấu giếm anh Lưu là trước đó em đã có hay là làm điều gì đó cho anh ta cảm thấy không tin tưởng. Nếu như không có thì đó là tính cách của anh ta. Đối với người đã làm chuyện này với cô ấy, người là chồng của cô ấy, luật nhân quả luôn công tâm, anh làm cô ấy, ok không sao cả.
Cô gái này không thể nào đấu được anh, nhưng mà hãy nhớ rằng anh đã có mục đích giết người. Luật nhân quả lúc nào cũng rõ ràng, vết thương này nó sẽ nằm ở trong tim anh suốt cả cuộc đời, một ngày nào đó khi con trẻ lớn lên. Ngày đó chính là ngày anh ta phải đau khổ nhất. Nếu như một ngày con em lớn lên và hỏi mẹ bị gì sao lại như thế này, em sẽ nói như thế nào? Em sẽ kể sự thật. Sự thật là bị người khác làm hại, người hại mẹ là bố của con, em sẽ nói toàn bộ sự thật. Hỏi thật lòng cô không thấy hận sao? Lúc đầu, khi mà em chưa sinh con, em hận lắm, giận lắm. Đôi khi, lúc mà em còn điều trị vết thương ở bệnh viện, em nghĩ là em sẽ trả thù, em nghĩ vậy, bởi vì anh ta đã làm với em đến mức này, nhưng mà lúc em sinh con xong, em không bị gì nữa. Cô có muốn nói gì với người đã làm hại mình đến mức nào không? Chỉ muốn nói là muốn anh ta ra tự thú, những chuyện anh ta đã làm em tha thứ hết. Muốn anh ta ra tự thú, muốn anh ta lãnh bản án chính đáng cho những gì mà anh ta đã gây ra. Không giận không hận, chỉ nghĩ là trả nghiệp nợ cũ của bản thân. Nếu thấy video này hay, mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh để theo dõi, like và bình luận cảm nghĩ về câu chuyện trong chương trình để tiếp thêm động lực cho kênh dịch lại nhiều video ý nghĩa hơn nữa nhé. Phải cảm ơn các vị khách mời đã đến đây kể lại câu chuyện của chính bản thân họ. Không phải là một chuyện đơn giản, xem như đây là một bài học cho nhiều người. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, xin mời anh Lưu. Có một ngày sinh. Ma bám theo xe. Ma bám theo xe là ai? Mạ Tung không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả. Ma Tung chọn luôn đó là số 18. Lý do là gì? Bởi vì anh ta mang bịt mặt. Xin mời anh Lưu, người đó là ai? Vâng. Ngày sinh ma bám theo xe chính là ngày sinh 9. Tại sao người sinh ngày mùng 9 lại có ma bám theo xe? Hãy theo dõi phần sau. Chủ nhân ngày sinh ngày mùng 9 chính là Jay-Z Mạ Tung. Nhìn như từ sắc mặt của cậu ấy, có là cậu ấy cũng không thể ngờ được đó là chính mình. Cậu Mạ Tung đã tạo nghiệp gì nên mới làm cho có ma bám theo xe? Chỉ vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ biết được đã xảy ra chuyện với cậu ấy. Người sinh ngày mùng 9 là người rất ích kỷ. Dễ thương thì cũng dễ thương lắm, nhưng đã không nghe lời là không nghe lời, cứng đầu cứng cổ, đã không lý lẽ là cực kỳ không lý lẽ. Đây chính là người sinh ngày mùng 9. Cậu sinh ngày mùng 9 tháng 1, 9 cộng 1, 10. Số 1 là suy nghĩ, số không nghĩa là bạn bè, là người hết mình vì bạn bè. Cậu đặt tầm quan trọng cho từ bạn rất nhiều, nên tôi mới viết là cậu là người có nhiều bạn. Nhưng mà đặc điểm của người sinh ngày 10, cho dù là ai đi nữa, sinh ra ngày mà có số 10, thích lấy chuyện của người khác làm chuyện của mình. 401 đến 402. Anh Lưu muốn Mạ Tung nghĩ thật kỹ có hay không có, cứ trả lời theo sự thật. Có bạn hay là có người nào mà cậu thân thiết từ trước khi cậu tham gia giới giải trí và đi lại với cậu thường xuyên và đã mất không? Bởi vì người này xuất hiện ở con số này, có nghĩa là phải thân thiết lắm. Thế nên tôi mới viết là có linh hồn đi theo. Tiếp theo là đi đâu đi theo là số 9. Bản thân của cậu ở đây, chạy xe, 13 quay con số nghĩa là ma. Ba nghĩa là người yêu hay là người thân. Nếu như không phải là người yêu, hoặc là người trong gia đình luôn đi theo cậu. Thế nên tôi mới viết là ma bám theo xe. Có bạn thân qua đời không? Muốn khóc luôn. Có ạ. Đó là người bạn mà Mạ Tung quý nhất và hứa là sẽ cùng nhau tham gia giới giải trí. Quen biết người đó như thế nào? Thân thiết với nhau như thế nào? Quen biết qua bạn bè. Người đó đã mất nhiều năm rồi, hơn 2 năm rồi. Người bạn đã mất này là ai? Tên là gì? Nói được không? Tên là Cop. Có một nhóm bạn thân thiết nhưng mà trong đó thật sự thân thiết chỉ có 2 người mà thôi. Một người tên là Cạ Tịt, Mạ Tung và Cop thân thiết với nhau lắm. Cop trước đây đã từng làm việc dẫn chương trình ở các kênh truyền hình khác. Trước khi Mạ Tung tham gia giới giải trí luôn, người đó là người giới thiệu nữa cơ, kiểu là thử đi nộp đơn ở đây xem sao. Đi ngoại tỉnh với nhau, đi ngủ nhà nhau, qua lại với nhau thường xuyên, một tuần gặp nhau 3 đến 4 lần.
đây là nhóm bạn mà em rất thân thiết. Gọi điện thoại cho em lúc 2 giờ 3 giờ sáng, gọi ra nói chuyện nhớ, đi ra ngoài gặp nhau. Kiểu này mày tao có chuyện không thoải mái ở trong lòng, có chuyện cãi nhau với người này người kia. Là bạn mà em có thể nói là đây thật sự là bạn của em. Lúc đó bạn Tum không có tiền. Cóp là người ăn mặc sang trọng, có phong cách, đi xe sang. Mạ Tum lên ngồi trên xe của Cóp và nói là một ngày nào đó Mạ Tum cũng muốn có được như Cóp. Trước khi Tum tham gia giới giải trí, Tum từng đi nói chuyện với Cóp. Cóp, mình sẽ được tham gia giới giải trí, có người gọi mình đi thử giọng cho vị trí người dẫn chương trình, đi cùng nhau không? Và lúc đó Cóp nói là mày đi đi, đi đi. Tao không đi nữa đâu, tao không làm nữa. Thời gian sau đó, cậu ấy không mấy khi đi gặp bạn bè, cậu ấy tách mình ra. Có người nói là Cóp về quê, quê của cậu ấy. Và đến một ngày, Mạ Tum gần như một năm không hề gặp cậu ấy, bởi vì lúc đó Mạ Tum đã được làm việc trong giới giải trí. Nên lúc đó em làm nhiều việc trong giới giải trí, quay phim, nên không có gặp Cóp. Và đến một ngày thì biết được tin là Cóp qua đời. Thời gian mà cậu ấy bị bệnh trước khi cậu ấy qua đời có gặp không? Không có người bạn nào gặp cậu ấy. Không có ai biết là cậu ấy bị bệnh sao? Vâng, tự nhiên. Cóp là người có thế giới riêng. Tự nhiên đôi khi ba ngày không nhận điện thoại của ai cả. Và nói là về quê hay đi đâu đó. Cậu ấy là người tự nhiên là biến mất. Và đến khi Mạ Tum biết tin cậu ấy qua đời, Mạ Tum không biết tin là cậu ấy bị ấy, chỉ biết tin là cậu ấy qua đời. Sao lại biết được ai nói? Một người bạn khác tên là Cả Tít, là người nói, Cả Tít biết từ người họ hàng của Cóp. Và ngày tang lễ của Cóp Tum đi, Tum đến đọc lời tiễn biệt, đứng như thế này. Và có người đứng ở phía sau, Cóp ở phía trước và Tum. Trong bài tiễn biệt đó được viết như thế nào? Tum cũng không nhớ. Tum chỉ nhớ là Tum đã đến tiễn rồi đi. Bài này là tất cả những người bạn ở trong nhóm cùng nhau viết, giúp nhau sáng tác, nhưng Mạ Tum là người đọc. Bởi vì mọi người cũng không ai đọc được. Nhưng mà hôm đó Mạ Tum đọc, đọc không ra gì cả, vì Tum khóc nhiều lắm. Cậu ấy là người bạn thân, người đầu tiên trong nhóm, và trong cuộc đời Mạ Tum là người đầu tiên mất. Mạ Tum chưa từng có người bạn nào qua đời cả, đây là người bạn đầu tiên. Giấc mơ của Cóp là được tham gia giới giải trí, nhưng mà cậu ấy lại không thực hiện được giấc mơ của mình. Tum cũng nói với cậu ấy trong tang lễ ngày mà Tum đến tiễn cậu ấy, không sao cả, cứ thanh thản ra đi, tao sẽ thực hiện giấc mơ của mày. Sau khi cậu ấy mất thì có ai thấy được linh hồn của cậu ấy không? Mạ Tum. Mạ Tum nói với cậu ấy trong tang lễ của cậu ấy, nếu như vẫn chưa bình yên, hay là vẫn chưa muốn đi, vẫn còn cô đơn, thì cứ đến với tao, không sợ. Bạn bè với nhau thì sẽ có like nhóm, và nói là Cóp đến gặp tao rồi đó. Mọi người đều nói là Cóp đến nói lời từ biệt rồi đó. Mạ Tum là người duy nhất mà Cóp không đến gặp. Tum cảm thấy tủi thân và nói kiểu là gì thế chứ? Bệnh cũng không nói với tao. Ngày chết cũng không nói với tao. Mày đi cũng không nói với tao nữa. Tum cảm thấy tủi thân lắm. Đúng hôm đó Cóp xuất hiện. Đến như thế nào? Đến trong giấc mơ của Tum. Đến với hình ảnh bình thường, Tum nhớ giấc mơ đó rõ lắm. Không khí kiểu như là đất nó gập ghềnh vào. Một chiếc xe buýt cũ. Ngày hôm đó cả nhóm bạn mọi người ai cũng có mặt ở đó. Bạn trong nhóm đều có mặt, kể cả Cả Tịt cũng có mặt ở đó. Mọi người ai cũng có mặt ở đó, Cóp cũng có đó. Nhưng mà hôm đó Tum, trong mơ Tum không nghĩ Cóp là ma, chỉ nghĩ là trong nhóm bạn. Giấc mơ nên mọi chi tiết nhỏ không nhớ được hết. Nhưng mà Tum nhớ rõ là bởi vì nó có một khoảnh khắc, xe chuẩn bị chạy nhưng mà Cóp. Mọi người lên đi, mọi người lên đi, Tum mày lên đi. Và Tum nhảy lên xe và quay lại nhìn Cóp, lên xe đi. Nhưng mà Cóp lại ở bên kia của đường. Và đưa tay vẫy như thế, vẫy tay chào tạm biệt. Đó chính là hình ảnh mà nhớ được. Tum nhớ rất rõ vào lúc Tum tỉnh lại và chắp tay lại và cảm ơn đã đi rồi phải không? Tôi có một chuyện muốn nói thay cho cậu ấy được không? Trong ngôi nhà này có một câu nói được xuất phát từ điều mà tôi cảm nhận được. Câu trả lời thật hay không nó tùy thuộc vào cậu. Người đó nói rằng vẫn chưa đi đâu khỏi cảm giác của cậu, bởi vì sự ấm ức trong cậu đã giữ người đó lại. Tôi hỏi một câu thôi, có còn giận không? Không giận, không hề rủa, nhưng mà cảm giác tủi thân đến mức này. Và với tính cách của cậu,
nếu như cậu cảm giác giận dỗi rất nhiều, cậu ấy sẽ thế nào? Và tôi sẽ kiểu như thế ơi, kiểu hơi làm nũng một chút, cóp dễ thương lắm. Đúng rồi, nên cậu ấy mới ở với cậu đến lúc này. Nhưng mà hôm nay là ngày mà cậu ấy thực sự đi rồi. Bởi vì ba con số cuối cùng. Muốn nói rằng, cậu hãy chăm sóc bản thân. Chỉ thế thôi đúng không? Đây chính là những điều cuối cùng. Trong câu trả lời ở Tum, một người này vẫn lo lắng vì là bạn, số 3 cuối cùng. Sự yêu thương, lo lắng và những tình cảm tốt đẹp vẫn như cũ. Chính là lời tôi biết, người đó gọi cậu lên xe và cậu ấy đứng vẫy tay, bởi vì cậu ấy biết rõ cậu vẫn còn tủi thân. Tùng giận lắm vì cậu ấy không nói là cậu ấy bị gì. Tùng không có cơ hội đi thăm bạn thân của mình ở bệnh viện. Tùng nghĩ là không công bằng. Chuyện này những người bạn khác ai cũng biết. Tùng là người biết cuối cùng. Nếu như bạn của Tùng đang xem, bạn trong nhóm Tùng nghĩ là chắc là xem. Tùng muốn nói là Tùng tách mọi người ra. Không phải là Tùng nổi tiếng rồi quên bạn. Tùng cảm giác là gặp mặt bạn cũ thì thấy đau lòng. Giống như là Tùng không làm trong trách nhiệm của một người bạn. Nếu thấy video này hay, mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh để theo dõi, like và bình luận cảm nghĩ về câu chuyện trong chương trình để tiếp thêm động lực cho kênh dịch lại nhiều video ý nghĩa hơn nữa nhé. Xin mời anh Lưu, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, câu chuyện thứ 3, có một ngày sinh. Tiếng gọi từ địa ngục. Tiếng gọi từ địa ngục là ai hả cậu Mã Tung? Chắc là số 16, bởi vì sao? Tung cảm giác chị ấy nhìn cứ giáo giác thế nào đó, cảm giác như là có âm thanh nào đó bên tai cũng nên. Em không biết, tiếng gọi từ địa ngục có thể là tiếng ở trong đầu người đó. Kiểu chị ơi, địa ngục gọi, chị ấy nhìn cứ bấn loạn thế nào đó. Xin mời anh Lưu, ngày sinh tiếng gọi từ địa ngục là ngày sinh 25. Chủ nhân ngày sinh 25 cô ấy xin được dùng tên giả là Tà. Cô ấy là người mà anh Lưu nói là có tiếng gọi địa ngục đã xảy ra với cô ấy, và tiếng từ địa ngục mà anh Lưu nói đến là gì, hay là cô ấy đã tạo nghiệp nào đó. Và nếu như bạn nghe chuyện của cô ấy, nó có thể làm cho bạn không dám tạo nghiệp xấu nữa. Người sinh ngày 25 là người giữ nỗi đau, giữ mọi cảm xúc. Và có thể nói là khi nổi giận thì sẽ rất là giận. Nếu như là không giận thì sẽ không giận. Nên tôi mới việc mọi chuyện phức tạp trong cuộc sống, nếu như xảy ra điều với cô phần lớn đều là do từ cảm xúc. Sinh tháng 2, thật ra phúc đức phú quý khá là tốt. Nhưng mà bởi vì cô đã làm điều gì đó, cuộc đời của cô mới thay đổi, đường phú quý mới không tốt. Tiếp theo số nhà 80, ngôi nhà này tiền bạc không tốt, chỉ toàn người tiêu, kiếm bao nhiêu cũng không tốt. Trên 151, một trước một sau là quan tài của người trong nhà. Điều này có nghĩa là người trong gia đình hoặc là người mà cô ấy yêu thương đã qua đời. Cái này là điều mà tôi thắc mắc. Thế nên tôi mới nói là tiếng gọi từ địa ngục. Nghe những điều này cảm thấy thế nào cô ta? Đúng ạ. Tôi từng có một đứa con. Và rồi tôi lại có bầu tiếp nữa. Và tôi đi phá thai. Và lại tiếp tục có bầu thêm lần nữa. Và rồi khi con được 14, 15 tuổi, bắt đầu ăn chơi, hàm bạn bè. Lúc đầu tôi không biết là con mình bị gì. Con bắt đầu nói dối, cứ nói dối hết lần này đến lần khác. Và hỗn hào, và khi nó 15 tuổi, nó từng xin tiền tôi mà không có được, nó đã đánh. Đánh chị sao? Nó bóp cổ. Con của chị bóp cổ chị đúng. Nó xin chị bao nhiêu tiền, lúc đó. Cứ xin suốt, lúc 200, lúc 500 bạt. Ngày hôm đó cô ta không cho nó tiền. Lúc nào tôi cũng kiếm tiền cho nó, tôi cũng biết là con tôi lấy tiền đi làm gì. Nhưng mà tôi chỉ là không muốn con mình bị bắt. Và cuối cùng đến một ngày chuyện đó cũng thành sự thật, con bị bắt. Một vụ án lớn. Vụ án gì? Án thuốc phiện, hút chích hay là bán? Bán. Đi tù cả năm, tôi cũng tiếp cận với người trong về đó.
bởi vì tôi cần tiền để đưa vào cho con. Nhưng mà tôi biết là tiền đó từ đâu. Họ lấy tiền từ đâu? Họ kiếm tiền từ việc buôn bán thuốc phiện. Cô biết ngay từ đầu khi cô qua lại với người đó. Chỉ vì cô cần tiền, vâng. Nói một cách đơn giản là chị giúp con mình đang bị án buôn bán thuốc phiện bằng cách giúp chồng mình bán thuốc phiện, đúng không? Đúng, làm nhiệm vụ giữ tiền, chuyển tiền, kiểm soát tiền bạc. Nhận điện thoại. Nhận điện thoại khi người khác gọi điện đến mua thuốc. Gọi điện cho ông chủ của họ và tôi giữ tiền. Tôi biết hết. Có từng bị bắt không? Và đi tù. Sau khi con trai quay về, cháu tôi không được khỏe. Và con dâu. Con dâu tôi hay bị động kinh. Con trai bị bệnh cần phải có thuốc. Là bệnh liên quan đến hệ thần kinh. Con trai là cháu, cháu của tôi, con dâu đều có vấn đề về tâm lý hết sao? Chị nghĩ là vì điều gì? Nó giống như là nghiệp nợ mà tôi đã từng làm với người ta. Tôi không hề ngủ vào ban đêm, tôi sợ con tôi sẽ cãi nhau. Cháu có bị làm sao hay không? Lúc nào cũng lo lắng, đi làm việc cũng phải lo lắng, không biết là có cãi nhau không, cho dù là người bán, người giữ tiền hay chỉ là người chỉ đường. Luật nhân quả ở địa ngục cũng như vậy, cho dù cô chỉ là người giữ tiền, nhưng mà cô cũng là người tiêu số tiền đó. Lấy tiền từ nước mắt của những người cha người mẹ khác để phục vụ cho cuộc sống của con mình, họ gọi là nghiệp. Việc mà cô ấy ngủ không được, không thể chìm vào giấc ngủ, giống như là sống không bằng chết. Đó chính là sự hối hận về những tội lỗi mà cô ấy đã từng làm cho con người khác bị nghiện ngập. Và bây giờ âm thanh đó được vọng lại thông qua người con. Cháu trai, con dâu của cô ấy đã làm cho cô ấy cảm giác những người này sống không được nếu như không có cô ấy. Nên cô ấy phải luôn dõi theo mọi thứ, không một chút hạnh phúc nào cả, giống như sống không bằng chết. Dùng từ này được không? Tiếng mà cô ta ngay lúc ngủ là tiếng như thế nào? Là sự lo lắng. Giống như là tôi luôn bị giật mình. Đôi khi con không bị gì, tắt điện ngủ không có ai bị gì cả. Nhưng mà đến lúc đó tôi luôn lo lắng và hoảng sợ, bởi vì tôi đã từng làm nhiều chuyện không hay với người khác. Tôi biết rõ là nghiệp của việc buôn bán và làm những việc này, bố mẹ người khác ai cũng sẽ đau khổ mà thôi. Họ đau lòng như tôi đau lòng mà thôi. Giống như tôi đã quá ích kỷ khi làm mọi cách để cho con mình được ra, muốn được ôm con, muốn được ở bên cạnh con. Nhưng mà tôi quên mất là tôi đang làm con người khác. Cái này mà tôi hiểu, nhưng mà tôi muốn hỏi là chị cầu nguyện cho con mình về, nhưng mà chị phải thấy tin trên báo, trên tivi có người say thuốc, đánh bố mẹ. Chị cảm thấy thế nào? Nếu như hỏi trước đây, thời điểm đó, tôi không có một chút cảm giác nào cả, thấy rất bình thường, nhưng mà bây giờ cảm giác là đúng, tôi rất đau khổ. Và con của người khác, mà tôi biết họ nghiện thuốc giờ họ đã bỏ được rồi. Và bây giờ tôi lại là người phải lo lắng, giống như là tôi không được ngủ. Trước đây tôi thấy người mà con họ bị nghiện, ban đêm họ đi theo con họ. Lo lắng con, sợ con bị bắt, muốn đưa con về nhà. Bây giờ tôi bị giống như người đó. Tôi luôn lo sợ, muốn con mình ngủ. Không muốn con bị gì, không muốn nó cãi nhau. Đôi khi tự nhiên thì nó bị động kinh. Có gì muốn nói với bố mẹ người mà mình đã bán thuốc cho không? Muốn xin họ tha thứ cho những gì mà tôi đã từng làm, kể cả vô tình hay cố ý. Hôm nay tôi đã biết nghiệp của nó là như thế nào. Không cần phải chờ kiếp sau, sẽ biết ngay trong kiếp này. Nếu thấy video này hay, mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh để theo dõi, like và bình luận cảm nghĩ về câu chuyện trong chương trình để tiếp thêm động lực cho kênh dịch lại nhiều video ý nghĩa hơn nữa nhé. Nhiều người khi thấy tỷ hưu của anh thì rất hay hỏi anh rằng nghề nghiệp nào thích hợp để đeo tỷ hưu?
Anh trả lời dễ hiểu nhất đó là, nghề nào cũng được mà bạn có hy vọng rằng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo một hướng tốt hơn. Vì vậy, tỳ hưu từ thời xa xưa khi họ sử dụng, dùng để mang lại tài lộc và tiền bạc cho người có được tỳ hưu. Nên vì vậy, cho dù bạn là người bán hàng online, cho dù bạn là người bán hàng, cho dù bạn là chủ doanh nghiệp kinh doanh nào đó, nếu bạn có hy vọng, muốn có cuộc sống thay đổi theo hướng tốt lên, thì linh vật xa xưa này đã có từ rất lâu đời và đã sử dụng cả ngàn năm nay, đến nay vẫn còn. Nên vì vậy, tôi thiết kế tỳ hưu có phong cách theo thời đại, mà nó có thể đem theo bên mình, dính vào ví tiền, dính vào két sắt, dính vào tủ đựng tiền, hay gắn tại vị trí quán buôn bán của bạn một cách dễ dàng nhất. Cái quan trọng nữa là thiết kế này rất hợp để đeo và mang theo bên mình. Vì vậy, nếu bạn là người có hy vọng về cuộc sống sẽ tốt lên, vậy bạn nên có đồng xu tỳ hưu này bên mình. Đối với hai mặt tỳ hưu này, rất nhiều người hỏi rằng, trong một hộp có những thứ gì? Thì đây một bộ sẽ được đựng trong túi đỏ như thế này. Tất cả tỳ hưu đã trải qua buổi lễ trì chú vào ngày 8 tháng 8, lúc 8 giờ 8 phút, tại đền Quan Công, số 8 biểu tượng cho của cải tiền bạc. Nên vì vậy mới được đựng vào trong túi đỏ, có ý nghĩa là may mắn đấy ạ. Trong một hộp có những thứ gì khi bạn mở hộp này ra? Bạn sẽ thấy có tỳ hưu được màu vàng. Tỳ hưu được để đeo lên cổ, dùng để thu hút vận khí tài lộc cho bạn. Tỳ hưu cái màu bạc, bạn có thể dính sau ốp điện thoại, ví tiền hoặc có thể dính tại két sắt. Tỳ hưu cái có tác dụng mang lại may mắn trong buôn bán, giữ tài sản cho bạn. Ngoài ra còn tặng kèm dây chuyền, để cho những bạn chưa có dây, có thể đeo tặng. Và bạn còn được tặng kèm một lá bùa tỳ hưu. Lá bùa này có tác dụng chiêu tài, giúp công việc buôn bán thuận lợi hơn. Đấy là những món đồ bạn nhận được khi mua một bộ tỳ hưu này. Những bạn nào đã có được tỳ hưu rồi, tôi chúc các bạn luôn gặp may mắn trong công việc và giàu có. Tiếp theo có nhiều câu hỏi rằng, có rất nhiều đồ phong thủy khác, tại sao anh lại chọn tỳ hưu để làm? Tôi cũng đã giải thích rất nhiều lần rồi, rằng chúng ta có thể tìm hiểu về sự tích xa xưa của tỳ hưu. Tỳ hưu là linh vật có hình hài thật, theo niềm tin tín ngưỡng của mỗi người nhé. Tỳ hưu được sinh ra là con rồng thứ 9. Khi sinh ra tỳ hưu chỉ có ăn nhưng lại không thải ra. Nên vì vậy người xưa tin rằng, đó là linh vật hút tiền bạc và bảo vệ tài sản. Thế nên là linh vật được lựa chọn để làm phong thủy, xây dựng nhà cửa, để mang lại tài lộc, tiền tài vào nhà. Vì thế khi ta tìm hiểu sâu hơn về tỳ hưu thì sẽ thấy, niềm tin của tỳ hưu đã tồn tại từ xa xưa. Ngày xưa lúc ra trận tỳ hưu cũng đê xê gắn lên cờ chiến, mang đến sự chiến đấu dũng mãnh, mang lại may mắn trong chiến đấu, là linh vật biểu tượng cho sự giàu có của các quốc vương thời xưa. Được đúng thành tượng đặt trên mái nhà của các quốc vương để mang lại vượng khí cho gia tộc. Cho đến thời hiện nay, nổi tiếng nhất vẫn là trên bán đảo Hồng Kông. Và đã được thay đổi thành những vật trang sức để đeo trên người. Đó là điều chứng minh cho ta thấy, tỳ hưu là linh vật có thể mang lại tài lộc, vận khí tốt cho những người kinh doanh buôn bán hoặc làm những công việc khác. Đó cũng là điều không lạ, vì sao tôi lại chọn tỳ hưu. Là một món đồ mang đến niềm tin, sự cố gắng trong công việc đến với mọi người, giúp các bạn tự tin vào công việc của mình nhiều hơn. Và vừa rồi là sơ lược nguồn gốc của tỳ hưu.
Còn bạn thì sao? Có muốn cho cuộc sống công việc được may mắn và tốt lên không? Nếu bạn trong những số người đó, vòng tỷ hưu là của bạn.